Cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn đến với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ với quý vị các bạn chủ đề về cái liên quan đến cái cầu chì trên xe, trên có loại xe tải. Thì như đây bạn có thể thấy đây là cái mình đang quay trên cái xe Olin 350 đời mới 2018. Thì đây là cái vị trí của cái hộp cầu chì đây. Đó, đây là cái vị trí hộp cầu chì trên xe. Thì tại sao mình làm cái video này? Thì như các bạn, bạn nào mà có chạy xe rồi á thì sẽ biết rằng là khi mà chúng ta chạy trên xe, ngoài các cái bước kiểm tra xe mà mình có làm video lần trước, thì chúng ta kiểm tra xe, thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường, chúng ta cũng cần phải biết đến cái vị trí của cái bảng tốc, cái bảng cầu chì trên xe mình nó nằm ở đâu. Nhất là các thiết bị hệ thống chiếu sáng á, thì nó cái hệ thống cái bảng cầu chì nằm ở đâu, để mà khi chúng ta chạy trên đường mà lỡ xui mà nó có bị cháy đèn hay đèn không sáng hay còi không lên á, thì chúng ta biết cách chúng ta kiểm tra một cách sơ bộ thôi. Chứ còn nếu mà nó hư hỏng nhiều thì chúng ta cũng phải mang vào tiệm gara hoặc gọi cho các cái chuyên gia, người ta chỉ dẫn sửa. Còn đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn sơ về cái hộp cầu chì, để các bạn có thể tự thay thế cầu chì, tự kiểm tra xem cầu chì nó có bị đứt hay không, để chúng ta nhanh chóng khắc phục để chúng ta chạy tiếp. Rồi để mình mở cái cầu chì ra nhé. Các bạn thấy mình đã mở cái hộp cầu chì ra, bạn mở cái nắp ra, nó có hai nóc thì mở ra thôi. Đây cái hộp cầu chì trên xe nhé. Còn trên các xe của quý vị các bạn thì mình cần phải biết cái cầu hộp cầu chì trên xe ở đâu, thì các bạn có thể gọi điện cho người bán hàng hoặc người nào họ sửa cái xe của mình á, thì họ mới biết được hộp cầu chì của bạn nó nằm ở đâu trên xe. Thì đây là cái cầu chì cơ bản trên cái phần cabin xe, bao gồm cái hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn còi, vân vân. Thì đây bạn có thể thấy đây là cái hộp cầu chì của chúng ta. Và bên mặt sau của cái tấm ốp thì nó có cái sơ đồ cũng như là giải thích chi tiết các cái vị trí của các cầu chì, tên gọi. Đó. Để mình để đây cho nó sáng đi. Đó, các bạn thể thấy đây là cái biểu đồ, cái sơ đồ của các cầu chì. Đó. Và ý nghĩa của các cái ký hiệu này. Đây, ý nghĩa của nó đây. Thì các bạn nào mà chúng ta xem đây. Đây là cái bảng cầu chì cũng như là các cái giờ le cầu chì đây, giờ le đây, cầu chì đây. Thì đây người ta có giải thích hết tương ứng với các cái ký hiệu này nó ý nghĩa là gì. À, đó. Thì các bạn xem lại nhé. Các bạn có thể chụp hình lại cái video này của mình, bởi vì ở đây nó có cả tiếng Việt đến tiếng Anh. Trên một số hộp cầu chì nó toàn tiếng Anh không à. Các bạn phải dịch, các bạn phải ý nghĩa, biết nghĩa của nó là gì. Nhưng mà chúng ta thì đâu phải ai cũng biết tiếng Anh đâu. Thì nên là các bạn nên là ghi lại. Các bạn có thể chụp hình cái này lại, để sau này có một số xe nhập khẩu thì nó toàn tiếng Anh thôi, các bạn nhìn mà các bạn không có hiểu đâu. Đó, thì các bạn nhìn vào đây các bạn biết được nè. Đó, đây là phần tiếng Anh, đây là phần tiếng Việt. Rồi các bạn hãy nhìn cái này, thì chúng ta sẽ nhìn cái thứ tự này, chúng ta so sánh trên cái bản đồ, bản thực tế của nó. Đó, các bạn có thể thấy không? Đó, đây là bản đồ, bản cái bản trên cái bản người ta ghi chú rồi các bạn. Đây là bản đồ, bản thực tế này. Đó, để mình nói sơ cho các bạn nhé. Thì đây F28 và F27, cái này nó là cái cầu chì quạt gió và điều khiển cửa điện, nó hai cái này. Đó, bạn thấy không? F28 F27 đây là hai khối này.
Rồi sau đó đến R11, R12, 13, 11, 12, 13 và cái thứ tư là R14. Các bạn thấy chưa? Đó, tiếp theo đó là mình nói từ trái tới phải, từ trên xuống dưới nhé. Sau đó là chúng ta đến các cái cầu chì F13 cho đến F24. Đây, 13, 14, 15. Để mình quay rõ rồi, nhỏ rồi các bạn xem. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Đó. À, cái ô 24 này thì không có cầu chì. Mình xem nó F24 nó là cái gì. F24 nó là dự phòng. Đó. F24 thì nó không có cầu chì, nó không có cầu chì dự phòng. Cầu chì dự phòng nó nằm phía dưới, chứ nếu mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi sau đó đến R06, R07, RLE06, 07, 08, 09. Rồi xong đến nó dưới cùng nó có R10 nè, cái RLE10 nè. R10 nó là cái gì đây? Cửa điện. Dạ, cái RLE của cái cửa điện. Rồi sau đó đến cái cầu chì F01, F02, F03, F04 này. Đó là các cái thứ tự cầu chì này, thì các bạn sẽ xem thứ tự cầu chì này và các bạn nhìn sang cái ô bên đây. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái cầu chì này nó có chức năng gì. Rồi tương ứng giả sử như mà xe mình nó bị hư cái gì thì mình sẽ tháo cái cầu chì đó ra mình kiểm tra. Ừ, thì cầu chì ở đây cũng được kiểm tra này, các bạn thấm này nên sao thì ra kiểm tra thôi. Đó là cái mình hướng dẫn cho các bạn cách xem các cái chú thích của người ta. Rồi thực tế ở trên nó là những thực tế ở trên cái bảng đồ cầu chì, thực tế nó là những cái nó có giống không, nó như thế nào. Đó, ở phía dưới này các bạn có thể thấy nó có hai cái cầu chì thay thế nè, cầu chì phụ nè. Đó, nó là hai cái cầu chì dự phòng á. Cái 753 và cái 10A để chúng ta thay thế cho các cái cầu chì bên đây. Một lưu ý, mình lưu ý các bạn nhé, thì cái cầu chì này nó có cái dòng trên đây 7,5A và 10A. Nó thì các bạn khi các bạn thay thế cầu chì á, các bạn cũng phải thay thế cái loại tương ứng, hoặc là kẹt lắm thì các bạn lấy tạm những cái cầu chì dự phòng dưới đây, các bạn thay tạm bên đây. Sau đó khi nào mà các bạn vô showroom hoặc chỗ nào mà nó bán á, phụ tùng á, xe thì các bạn mua cái loại cầu chì đúng như cái cầu chì gốc của nó, các bạn thay thế. Nếu ví dụ nha, mình ví dụ nha, nó là loại 5A mà các bạn thay vào cầu chì 10A, đến lúc mà nó có sự cố, nó bị chập mạch hay gì đó, cầu chì 5A thì nó đứt rồi, cầu chì 10A mà nó do nó chịu dòng lớn hơn thì cái dây điện nó sẽ dây, thì cái lúc đó cầu chì nó không còn tác dụng nữa, nó không có đứt, dẫn đến là nó chậm chạm và chập mặt điện trên xe thì nó rất là nguy hiểm, nó khả năng gây ra cháy nổ rất là nguy hiểm. Nên là các bạn khi mà thay thế cầu chì, các bạn có thể lấy cầu chì dự phòng các bạn thay tạm bên trên đây, nhưng ngày hôm sau các bạn ghé vào cái tiệm bán phụ tùng xe, bạn phải mua lại cầu chì đúng với lại cầu chì của hãng lúc mà người ta gắn ban đầu á, các bạn thay thế vô, không có được lấy lại cầu chì khác. Ít hơn thì nó dễ đứt cầu chì, mà cao hơn á thì nó không đứt được cầu chì thì nó gây ra chập chạm cháy nổ nguy hiểm. Rồi đó, thì đó là các bạn, mình hướng dẫn các sơ đồ cũng như cách kiểm tra các loại cầu chì tương ứng. Và bây giờ mình sẽ rút thử ra một cái cầu chì cho các bạn xem nhé. Ví dụ như trường hợp đây xe chúng ta bị cháy đèn rơ mi nhá, cháy đèn rơ mi thì các bạn tương ứng với cột ở phía dưới đèn rơ mi đây, đèn rơ mi cầu chì nó là F10. Bạn sóng sang đây các bạn kiểm tra nhé, 1 2, F10 đây là cái thứ 10. Rồi các bạn đếm cái đầu tiên này, đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ 8 bỏ, cái thứ 9, cái thứ 10. Đây, cái thứ 10 đây là cầu chì 10A.
Đây ở trên đây nó cũng ghi là RMI là 10A này. Đó. 10A là đèn RMI. Thế các bạn thay ra, các bạn lấy ra. Ví dụ như nó bị đứt đèn RMI thì đây, bạn sẽ tháo cái cầu chì thứ 10 này ra. Bạn đây nó có cái thiết bị để mở nè. Các bạn cầm kéo ra. Giật mạnh ra. Mình vừa tay quay vừa nó không tiện. Đó, các bạn rút cái cầu chì ra. Và các bạn đưa cầu chì lên để các bạn quan sát xem nó đứt chưa. Mình ví dụ như vậy nhé. Đây này, bạn quan sát cầu chì. Đây mình quay gần cầu chì các bạn thấy. Đó, cầu chì này còn nguyên, còn tốt. Nó chưa bị đứt. Các bạn thấy không? Đó, còn cái nào mà nó bị đứt ngang ra, mà các bạn thấy nó không có sợi dây omega, nó giống hình omega này mà nó bị đứt chỗ nào đó, là cầu chì các bạn bị đứt rồi. Các bạn thay thế cầu chì. Nó đơn giản vậy thôi. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó rất là hữu hiệu khi mà chúng ta đi đường xa hoặc là đi vào ban đêm. Các bạn cắm lại cái lấy cái cầu chì thay thế ở dưới, các bạn gắn lên. Rồi. Đó, các bạn gắn vô thế là xong. Ví dụ mình ví dụ một như vậy thì các bạn bị cháy đèn pha hay đèn gì đó, đèn pha hay đèn cốt gì đó, hoặc là còi điện nè, thì nó cũng có nằm trên đây, thì nó có nằm trên cái cầu chì này hết. Đó, cái này rất là hay bởi vì nó có tiếng Việt luôn, các bạn kiểm tra nó rất là dễ. Còn một số xe thì mình thấy đa phần là toàn để tiếng Anh không à. Thì các bạn có thể tra ngược lại, bạn có thể chụp lại cái hình này của mình để bạn kiểm tra, hoặc là các bạn rút ra thử để các bạn kiểm tra. Thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó cũng rất là hữu hiệu khi mà chúng ta đi đường, nhất là ban đêm mà nó bị cháy đèn thì chúng ta có thể kiểm tra được cái cầu chì. Và trong khi chúng ta kiểm tra xong thì chúng ta đóng lại và thử công tắc đèn. Thì video của mình đến đây là hết. Thì hy vọng rằng video của mình có thể chia sẻ với quý vị các bạn một phần nào đó để chúng ta kiểm tra cái biết cách kiểm tra cái hệ thống cầu chì trên xe, cũng như là sửa chữa đơn giản thay thế cầu chì cách đơn giản để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của kênh Ô tô Tài Đồng Nai nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.